lợn thế tối qua mày với ai? Hoàng Hoàng mày ở Xiêm. Quỳnh không bắn à? Quỳnh không có chơi, quẹ quá ơi chơi. Thế ba thằng bằng lá nhỉ? Bằng lá. Mày có lộp không? Xiêm ở đâu thì trong đá trong đá điện vàng thì. Cái kèo đấy đại sao hết rồi, rất để tan đấy. Lão mấy chục thì rồi. Thế qua nó rủ Quỳnh. Rủ ấy này. Rủ năm nay hôm qua ốm. Mấy lúc đấy chưa tắm, rủ đeo rủ muộn. Hả? Mình ra vào năm nay mà nó lại bảo chấp thì không, mình nghĩ thế. Hoàng nó đi chưa? Chạy tiền chứ bảo hả? Nói đi ngang.